Nghệ là một loại gia vị phổ biến của Ấn Độ được sử dụng trong nhiều món ăn và có nguồn gốc từ rễ của cây nghệ. Nó cũng đã được sử dụng cho nhiều mục đích y tế và sức khỏe. Phần lớn là do một hợp chất quan trọng trong nghệ được gọi là curcumin. Là một chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol, curcumin có đặc tính chống viêm có lợi. Chẳng hạn như giúp kiểm soát căng thẳng oxy hóa trong cơ thể. Curcumin cũng đã được chứng minh là có một loạt các lợi ích sức khỏe khác, bao gồm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện chức năng não và thậm chí có thể giúp ngăn ngừa hình thành tế bào ung thư. Nghiên cứu mới được công bố trên ACS Applied Materials and Interfaces cho thấy một phương pháp mới tiềm năng để sử dụng hợp chất có lợi này, tạo và tái tạo mạch máu và mô. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra vai trò của curcumin trong các chức năng tái tạo sinh học quan trọng bằng cách nghiên cứu sự tương tác giữa curcumin và tế bào gốc tủy xương. Nhóm nghiên cứu đã so sánh hai nhóm tế bào gốc khác nhau, cả hai đều được nuôi cấy trong hydrogel có chứa các hạt nano từ tính. Trong một nhóm, các hạt nano được bao phủ bởi chất curcumin. Mặt khác, không có chất curcumin nào được thêm vào. Ý tưởng đằng sau việc sử dụng các hạt nano từ tính là để giúp giải phóng curcumin vào tế bào một cách chậm rãi. Sau khi thực hiện các thí nghiệm này trên tế bào gốc, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng sự hiện diện của curcumin giúp kích thích sản xuất nhiều hơn yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu VEGF so với các tế bào gốc không tiếp xúc với curcumin. VEGF đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất các mô mạch máu. Các nhà nghiên cứu cũng khám phá cách mà bản thân các hạt từ tính có thể được sử dụng để hướng việc đưa chất curcumin đến các vị trí rất cụ thể trong cơ thể. Thật không may, đã có rất ít nghiên cứu được thực hiện khám phá vai trò của curcumin trong sản xuất VEGF và thế hệ mô mạch mới, vì vậy cần phải nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tin rằng công trình của họ có nhiều hứa hẹn. Nếu phương pháp của họ hiệu quả, sự kết hợp của các hạt từ tính và curcumin có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để sửa chữa tổn thương mô do chấn thương nghiêm trọng gây ra. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.